Có những vụ trộm mà những tên trộm đã thành công trót lọt, nhưng cũng có những tên trộm thất bại. Vậy hôm nay sẽ là bài học cảnh giác nào cho mọi người? Đồng hồ hiển thị gần 4 giờ sáng. Camera an ninh tại một ngôi nhà ghi lại được hình ảnh. Cổng rào mở toang, một chiếc xe ô tô đang lui vào và dừng lại phía ngoài cánh cổng. Hai người thanh niên mặc áo khoác, đội nón, đeo khẩu trang tiến vào bên trong. Một lúc sau, hai người thanh niên quay ra với một chiếc xe máy. Cả hai họ lây hoay tháo kính chiếu hậu của chiếc xe máy, nhưng cứ nhìn về hướng ngôi nhà sau cổng rào. Hai người thanh niên này là ai? Chuyện gì đã xảy ra? Xem lại tình huống một lần nữa. Khi hai người thanh niên đi vào bên trong cổng rào, thì chiếc xe ô tô vẫn chờ ở phía ngoài. Một góc camera an ninh khác cho thấy, đây là một dãy phòng trọ có rất nhiều xe máy để ở ngoài sân, nhưng không có người trong xe. Hai người thanh niên này tiến sâu vào bên trong dãy nhà trọ, liên tục quan sát hết xe này đến xe kia. Bất ngờ, một trong hai người thanh niên tiến lại gần chiếc xe tay ga, lắc cổ xe để kiểm tra có khóa cổ hay không. Đây đích thị là hai tên trộm dùng xe ô tô để trộm xe máy. Quay trở lại tình huống, hai tên trộm vừa đi vừa nhìn ngó vào những chiếc xe đang đậu thành dãy. Bỗng nhiên, một tên dừng lại và lắc thử đầu xe của một chiếc xe máy. Biết xe không khóa cổ, hắn lập tức dắt ra ngoài. Một camera an ninh ở góc khác cũng ghi lại được hình ảnh tên trộm lại ra tay với chiếc xe máy thứ hai. Chúng lần lượt dắt hai chiếc xe máy ra ngoài, tháo gương và đưa lên xe ô tô. Lúc này, trong dãy trọ đã có người phát hiện và đi ra. Những tên trộm đã nhanh tay đưa chiếc xe máy lên xe ô tô. Một tên trộm móc trong túi ra rồi chích điện để uy hiếp người thanh niên phát hiện vụ trộm, rồi lên xe ô tô tẩu thoát trước sự bất lực của những người dân trong dãy nhà trọ. Trong quá trình trộm xe, camera an ninh tại một ngôi nhà đã ghi lại được hình ảnh bản số xe ô tô của bọn trộm. Các cơ quan chức năng sẽ tìm ra nguồn gốc và tung tích của chiếc ô tô để truy lùng và tóm gọn bọn trộm rất liều lĩnh và manh động này. Điều đáng nói, một nhà trọ có nhiều xe gắn máy hai bánh đang đậu phía ngoài mà không có người trông coi. Để bọn trộm lộng hành thì cần đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ nhà trọ, ban quản lý nhà trọ và của chính người dân đang cư ngụ tại đây. Hiện nay, bọn trộm cắp ngày càng nhiều và táo tợn hơn, lợi dụng sơ hở của người dân đã lấy đi tài sản. Nhưng có những vụ trộm không thành vì chủ nhân của tài sản đã may mắn phát hiện kịp thời. Vậy hôm nay sẽ là bài học cảnh giác nào đây? Camera an ninh ghi lại được một hình ảnh. Phía trước nhà có một chiếc xe tay ga. Cửa nhà khép hờ. Một lúc sau, có một người đàn ông hấp tấp mở cửa chạy từ nhà ra đường. Đã có chuyện gì xảy ra? Cửa vẫn đóng, xe máy vẫn để ở ngoài. Có một chiếc xe máy chở hai dừng lại. Người đàn ông này bước xuống xe, tiến đến chiếc xe tay ga đang đậu, dùng vật dụng bẻ khóa chiếc xe. Đây đích thị là tên trộm, còn tên ngồi trên xe máy là đồng bọn. Hai tên trộm đã vòng qua vòng lại mấy lần để cảnh giới, rồi mới ra tay thực hiện vụ trộm. Tay tên trộm tìm cách bẻ khóa cổ xe, mắt thì nhìn vào bên trong nhà sợ chủ nhân phát hiện. Hắn lây hoay mãi vẫn chưa thể bẻ được khóa. Hắn đổi vật dụng khác để bẻ khóa. Hắn lại chạy ra chỗ khác đứng vì sợ chủ nhân của chiếc xe phát hiện, nhưng vẫn không ăn thua. Lát sau, tên trộm nhấc đuôi xe tay ga qua một bên để dễ dàng bẻ khóa chiếc xe. Lần này, hắn đã bẻ được khóa xe. Nhưng phát hiện trong nhà có người chạy ra, tên trộm phóng lên xe đồng bọn tẩu thoát. Khi hai tên trộm đã đi rồi, thì chủ nhân của chiếc xe mới xuất hiện và đuổi theo. Một lần nữa, người dân không nên ỷ lại và chủ quan giao phó cho camera an ninh. Vì camera an ninh không biết báo động khi có trộm xuất hiện. Luôn đề phòng và cảnh giác là bí quyết để bọn trộm thất bại, mọi người bảo vệ được tài sản của mình. Tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm trộm cắp cướp giật. Công tác tuyên truyền vận động người dân phòng ngừa tội phạm vẫn đã và đang được các cơ quan chức năng thực hiện với mục tiêu kéo giảm tối đa các loại tệ nạn xã hội.
Nhưng hiện nay, nhiều người dân vẫn còn chủ quan, mất cảnh giác, tạo sơ hở cho bọn trộm cướp hành sự, như vụ trộm được camera an ninh ghi lại sau đây. Đây là hình ảnh được camera an ninh ghi lại vào khoảng 9 giờ sáng. Cửa nhà lúc này đang mở toang và trước cửa là một chiếc xe gắn máy. Trên đường phố, các phương tiện vẫn di chuyển bình thường. Một lát sau, một chiếc xe máy leo lên lề và chạy ngược chiều lướt qua trước cửa. Người thanh niên ngồi sau xe bước xuống, đi ngang qua chiếc xe máy đang đậu. Đầu vẫn đội nón bảo hiểm và mặt vẫn bịt kính. Khoảng 20 giây sau, anh ta vòng trở lại, mắt vẫn liếc nhìn theo chiếc xe máy. Sau đó hắn ta tiến lại gần và dùng một vật gì đó để mở khóa xe. Mặc dù cửa nhà không đóng, nhưng hắn vẫn thản nhiên bẻ khóa xe. Không mất quá nhiều thời gian, tên trộm đã mở khóa thành công và tẩu thoát cùng chiếc xe. Cùng lúc đó, có lẽ vì nghe tiếng xe máy rồ ga, một người đàn ông từ trong nhà phóng ra và đuổi theo, nhưng tên trộm đã cao chạy xa bay. Đoạn video sau đây là một vụ trộm khác. Tại một sạp quần áo không thấy bóng người bán hàng. Hai người chở nhau trên một chiếc xe máy dừng lại trước sạp. Họ vẫn ngồi trên xe và cúi xuống. Rất tự nhiên, một người cầm trên tay một xấp đồ trên sạp và rồ ga chạy đi mất hút. Một nhân viên nữ từ trong nhà chạy ra rồi chạy đuổi theo, nhưng đã quá muộn. Quan sát lại từ đầu, người đàn ông đã dùng chân đẩy nhẹ chiếc xe để nhân viên cửa hàng không phát hiện tiếng động cơ xe máy. Sau đó, hai kẻ trộm này đã ung dung trộm cắp. Hai vụ trộm mà chương trình camera cận cảnh kỳ này đã đề cập đã cung cấp thêm những bài học cảnh giác cho mọi người, để bọn trộm cắp ngày càng ít có cơ hội để ra tay. Trộm xe, cướp giật trên đường phố, trộm cướp đơn lẻ, trộm cướp theo băng nhóm. Trong số phát sóng tuần này, chương trình camera cận cảnh một lần nữa đề cập đến những vụ trộm cướp diễn ra vào giữa khuya. Rất mong người dân cảnh giác. Đây là những hình ảnh được camera an ninh ghi lại được tại một khu vực để xe. Lượng xe đậu tại đây cũng khá nhiều. Có thể đây là một khách sạn, một quán game hay một khu nhà trọ nào đó. Ngoài cổng, một người mặc áo đen thò tay vào bên trong cổng để mở khóa cổng. Và dường như anh ta không chỉ đứng một mình. Sau một hồi mở khóa khó khăn, một người khác mặc áo màu trắng thò tay vào bên trong mở khóa. Mất thời gian khá lâu, nhưng cả hai tên trộm đành bỏ đi vì không mở được cổng khóa rào. Một lát sau, người mặc áo trắng quay trở lại, đứng lên ngồi xuống mở khóa khó khăn nhưng bất thành. Bọn chúng tiếp tục bỏ đi. Có lẽ bọn chúng đang bày mưu tính kế để mở khóa cổng cho bằng được. Đúng như dự đoán, một phút sau bọn chúng trở lại. Nhưng lúc này có một người xuất hiện bên trong cổng nhà và tiến lại gần cổng. Liệu có phải người nhà đã phát hiện vụ trộm kịp thời hay không? Bước nhẹ nhàng lại gần phía cổng. Đây không phải là chủ nhà, mà là người đàn ông mặc áo trắng lúc nãy thò tay vào mở khóa. Bọn chúng đã lén vào sân để dễ dàng ra tay. Còn phía ngoài cổng, đồng bọn đang chờ sẵn. Từ phía ngoài cổng, đồng bọn đưa cho tên trộm mặc áo trắng một món đồ nghề gì đó, trông như chiếc kìm. Bọn chúng cùng nhau bẻ khóa. Tuy nhiên, chúng tiếp tục bất thành do ổ khóa không phải dễ mở. Tên trộm áo trắng này kêu gọi thêm một tên đồng bọn khác vào hỗ trợ mình. Cuối cùng, bọn trộm đã bẻ khóa thành công. Sau đó bọn chúng dắt một chiếc xe ra khỏi cổng. Nhưng không chỉ trộm một xe mà trộm luôn chiếc xe thứ hai, thứ ba rồi thứ tư. Và không quên đóng cổng cho gia chủ. Qua đoạn clip trên cho thấy, mặc dù gia chủ đã cố gắng sử dụng ổ khóa cổng hiện đại, thế nhưng với thủ thuật tinh vi và tính toán chuẩn bị kỹ lưỡng, những tên trộm này đã trộm đi một lúc đến 4 chiếc xe gắn máy. Gần 2 giờ khuya là khoảng thời gian mà mọi người đang ngủ say, cho nên bọn trộm lợi dụng thời cơ để ra tay mà không bị phát hiện. Hãy chia sẻ những hình ảnh này cho mọi người cùng biết để cùng cảnh giác trước những thủ đoạn của bọn trộm.
cùng quan sát lại thật kỹ hành động của người thanh niên này. Sau khi xuống xe, người thanh niên lập tức kiểm tra tình hình xung quanh và có ý định mở khóa cửa. Có lẽ ổ khóa gặp vấn đề gì đó nên người thanh niên chuyển sang hành động mạnh bạo hơn, lấy hẳn một thanh sắt dài chuẩn bị trước đó để mở cánh cửa cho bằng được. Điều khó hiểu là nếu anh ta là chủ hoặc nhân viên cửa hàng thì tại sao lại có những hành động bất thường như thế này? Anh ta thay đổi mọi tư thế để mở cánh cửa, mất khá nhiều thời gian và sức lực. Cuối cùng, cánh cửa cũng sắp mở ra. Anh ta bắt đầu quay đầu xe, chuẩn bị dây buộc và chỉ cần một động tác đẩy nhẹ, cánh cửa đã mở toang. Hơn 2 phút trôi qua, anh ta đã làm gì bên trong cửa hàng sắt? Anh ta lần lượt đưa ra nhiều món đồ nghề vừa trộm được trong cửa hàng và chất lên xe máy, rèn buộc cẩn thận. Anh ta đã hiện nguyên hình là một tên trộm tham lam, lấy đi rất nhiều đồ, đến nỗi có thể không trả hết đi trong một lần được. Đặc biệt, anh ta không hề có một động thái lo sợ hay gấp gáp gì cả, mà rất bình tĩnh và chậm rãi, cứ như đang ở nhà của mình. Hy vọng là hình ảnh rõ nét trong camera an ninh sẽ giúp chủ cửa hàng sớm tìm ra thủ phạm.